Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tài chính thị trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, xác định nguồn vốn vay giải quyết việc làm là một trong những kênh quan trọng hỗ trợ người dân trên địa bàn tỉnh phát triển các mô hình sản xuất kinh doanh. Ngay sau khi xã hội bước vào trạng thái bình thường mới, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã kịp thời truyền tải nguồn vốn đến với đối tượng thụ hưởng. Theo đó, cơ sở sản xuất kinh doanh mức vay tối đa là 2 tỷ đồng một dự án và không quá 100 triệu đồng cho một người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Đối với người lao động, mức vay tối đa là 100 triệu đồng. Mức vay cụ thể do Ngân hàng Chính sách Xã hội xem xét căn cứ vào nguồn vốn, chu kỳ sản xuất kinh doanh, khả năng trả nợ của đối tượng vay vốn để thỏa thuận với đối tượng vay vốn. Thời hạn vay tối đa 120 tháng. Lãi suất vay vốn bằng lãi suất vay đối với hộ cận nghèo theo quy định pháp luật về tín dụng đối với hộ cận nghèo. Đến nay, toàn tỉnh có tổng dư nợ là gần 150 tỷ đồng với 235 khách hàng vay vốn và gần 4.000 khách hàng còn dư nợ. Nguồn vốn này đã góp phần giải quyết việc làm, hỗ trợ vốn cho các cơ sở sản xuất kinh doanh và hộ gia đình để mở rộng sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người lao động. Hưng Yên áp dụng miễn giảm một số loại thuế cho các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp để thu hút đầu tư. Trong đó, các doanh nghiệp đầu tư tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên sẽ được miễn giảm thuế nhập khẩu cho các loại hàng hóa để tạo tài sản cố định ban đầu, để mở rộng sản xuất, thay thế hoặc đổi mới công nghệ mà trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất ra nhưng không đáp ứng được, miễn thuế suất và thuế thu nhập doanh nghiệp cho một số doanh nghiệp đầu tư và có sử dụng số lao động bình quân trong năm ít nhất là 50 người. Áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất là 20% trong thời gian 10 năm hoặc miễn thuế 2 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 3 năm tiếp theo. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2020, các cơ quan, tổ chức cá nhân có hoạt động liên quan đến kinh doanh thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản sẽ áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, thức ăn chăn nuôi, hàm lượng tối đa cho phép, các chỉ tiêu an toàn trong thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản. Quy chuẩn kỹ thuật quy định hàm lượng tối đa cho phép các chỉ tiêu an toàn và quy định quản lý nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản và thức ăn chăn nuôi, trong đó có bao gồm cả thức ăn truyền thống, thức ăn bổ sung, thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh và thức ăn đậm đặc cho vật nuôi. Như vậy, quy chuẩn mới được áp dụng sẽ bổ sung toàn diện hơn cho quy chuẩn được ban hành năm 2016, áp dụng thêm cho thức ăn bổ sung, nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản. Và ngoài một số nhóm thức ăn chăn nuôi cho gà, vịt, ngan, lợn đã được quy định thì thêm cho một số động vật khác như dê, bò, chó, cá cảnh, chim cảnh. Trong thời gian tới thì kiểm tra về chất lượng thức ăn chăn nuôi tại tất cả các cái đơn vị có sản xuất, sử dụng và kinh doanh thức ăn chăn nuôi, tổ chức các cái lớp tập huấn để quán triệt các văn bản này và đương nhiên và khi mà nó có hiệu lực sẽ phải triển khai theo các cái quy định và chúng tôi cũng sẽ tiến hành nhắc nhở kiểm tra. Ở tỉnh ta, chủ yếu các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi có sản xuất thức ăn bổ sung và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản. Các doanh nghiệp cũng đã hoàn thiện các quy trình sản xuất, chuẩn bị hồ sơ đánh giá hợp quy, đảm bảo hàm lượng tối đa cho phép để sản phẩm ra thị trường đảm bảo chất lượng. Để sản xuất ra cái sản phẩm an toàn cho trước tiên là cho sức khỏe người tiêu dùng, thứ hai là đảm bảo an toàn về vấn đề môi trường và phát triển bền vững. Doanh nghiệp sẽ áp dụng đúng cái quy trình từ cái khâu đánh giá nhà cung cấp, kiểm tra, kiểm soát quá trình nhập hàng, tồn kho và quá trình sản xuất đến khi sản phẩm ra ngoài thị trường. Đối với các trang trại, quy chuẩn mới giúp người chăn nuôi đảm bảo chất lượng sản phẩm, việc tiếp cận thị trường cũng dễ dàng hơn, nhất là các thị trường khó tính. Tôi thì chăn nuôi từ 2007 đến nay là hơn chục năm rồi. Nhìn chung muốn nói là chất lượng cám mà đảm bảo thì phù hợp cho gia đình tôi và cho mọi người tiêu dùng. Chất lượng tốt thì vào sản xuất và cho các siêu thị và đưa các đi nước ngoài. Áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản giúp các doanh nghiệp cạnh tranh trên thị trường công bằng hơn và đảm bảo lợi ích người tiêu dùng. Đây cũng là điều kiện để các doanh nghiệp cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi, các trang trại có thể mở rộng thị trường sang các quốc gia khác khi mà nền kinh tế hội nhập ngày càng được mở rộng. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục Tài chính thị trường hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Xin được cảm ơn công ty Bảo Việt Hưng Yên, Vietinbank Hưng Yên, Ngân hàng BIDV Hưng Yên, Vietcombank Hưng Yên, Agribank Hưng Yên số 1 và Agribank Hưng Yên số 2 đã đồng hành cùng chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
Vietcombank, chung niềm tin vững tương lai.